mừng các bạn đã đến với chương trình Du lịch kỳ thú phiên bản 2016. Đến với chương trình chúng tôi, các bạn sẽ được trải nghiệm được du lịch nè, kết hợp với khám phá những điều kỳ thú để tìm ra những điều bí ẩn, những kỷ lục cùng với tổng thư ký hết sức xinh đẹp của chương trình này và bốn vị thám tử hết sức là tài ba. Ngày hôm nay rất đặc biệt, chúng ta sẽ có hai vị thám tử mới. Người đầu tiên đó là một thám tử lão làng, ưu điểm rất là nhiệt tình và sở thích là hay nhậu. Thám tử Cát Tường. Ủa gì đây vậy? Tự nhiên hay nhậu tưởng em. Tự nhiên. Trời ơi, nơi công chúng mà có vụ gì hay nhậu tưởng nó nói Kiều Minh Tuấn. Nữ nghệ sĩ già. Nó. Già cũng được, gừng càng già càng cay. Cho nên quý vị bất cứ gửi những yêu cầu thắc mắc, khám phá bất cứ cái gì trên cuộc đời này, Cát Tường đều làm được. Tại vì sao? Mấy đứa trẻ nó chưa có kinh nghiệm sống đâu, Cát Tường đầy kinh nghiệm sống. Đó. Có chỗ nào mà Tường chưa tới trong cái đất nước này nữa đâu. Chị, cho nên quý vị cứ gửi về đây. Khoan. Và Cát Tường đã nói xong và coi như là chương trình kết thúc luôn đó. Nói quá trời nói không cho ai nói luôn. Lữ thư ký xinh đẹp sẽ xin giới thiệu. Đó là một thám tử rất là hài hước. Đặc điểm nhận dạng đó là một rườm nhưng biết miệng. Xin chào thám tử Kiều Minh Tuấn. Yeah. Kiều Minh Tuấn xin chào quý vị khán giả. Mình biết tất cả mọi thứ trên đời này. Nói chung á là Tuấn á biết hết. Chị Tường á có thể là lớn tuổi, biết nhiều, nhưng mà những cái chị Tường biết là bị cũ. Còn hả, những các em bên kia là trẻ, biết những cái mới nhưng không biết những cái cũ. Còn Tuấn nó lẫn lẫn cái tuổi cho nên biết vừa cũ vừa mới luôn. Cho nên là mình quyết định vô chương trình này thi bằng được, giải quyết hết tất cả mọi người. Ở đây chương trình du lịch kỳ thú không có thi cử gì. Hiểu không? Xin lỗi nha, cho thư ký à. Thư ký cỡ như là phê bình hai người này sáng nói nhiều quá. Mở chương trình có hạn. Cái phạt mà công minh nhất á là hả, để chỉ để cho người ta ở nhà người ta coi thôi, coi mà làm thôi. Yeah. Đúng rồi, bởi vì khán giả mà có viết thư về để cứ yêu cầu hai cái người già đó đi hả thì thương á, châu gì quên rồi. Thấy chưa, vậy mà kêu cái gì cũng biết. Nè, tôi nói cho nghe nè, tôi có đặc công đặc biệt. Anh chị quay đây cho em giới thiệu một cái nè, thấy cái gì chưa? Em có một thùng đường nè, hàng em có thảo quýnh cho hai anh chị luôn. Nói như người ta nói với. Trời ơi, thư ký thì người ta có quyền lực chứ bồ à. Ủa cái đó tổng thư ký xinh đẹp đó hả? Trời ơi. Giống mẹ mình quá. Như tuần trước thì chúng ta có hai nhiệm vụ. Dựa vào vòng may mắn thì đã chọn ra được thám tử Lan Trinh và thám tử Bayo để thực hiện. Thì bây giờ Sam xin tiết lộ nhiệm vụ đầu tiên. Chào chương trình du lịch kỳ thú, em tên là Kim. Chỉ còn 2 tuần nữa là em sẽ làm đám cưới. Nhưng có một chuyện khiến em cứ lo lắng mãi. Chồng tên là Hùng, dạo này hơi tăng cân nên em sợ đến ngày mặc đồ cưới sẽ không đẹp nữa. Em không biết có cách nào để có thể giúp chồng em giảm cấp tốc 5kg trong vòng 2 tuần không. Hy vọng chương trình có thể tìm hiểu giúp em. Ta nói cái nhiệm vụ này giao cho Lan Trinh hoàn toàn là hợp hết sức. Tại sao? Tại Lan Trinh hơi thừa cân một xíu, cho nên là cái nhiệm vụ tìm một cách giảm cân cấp tốc 5kg cũng là một mũi tên là bắn hai con nhạn. Rồi bây giờ xin mời Lan Trinh lên bục đầu tiên cho phép Lan Trinh quay một vòng chứng tỏ mình không thừa cân. Kính thưa quý vị và các bạn, Lan Trinh rất là quan tâm đến yêu cầu của bạn Kim nên ngay lập tức đã thực hiện nhiệm vụ của mình. Và hiện tại Miko đang đứng ở trong nhà của bạn Kim, là cô dâu sắp cưới mà đã gửi thư về cho chương trình du lịch kỳ thú. Và đây là Kim. Trước đây em quen với chồng em thời điểm nào? Em quen với chồng em vào năm 2007. Thì lúc đó bạn thân hình như thế nào? Lúc đó là còn tập thể dục thôi, cho nên là nhìn không phải là mập mà là dạng to con, chắc. Nhưng mà thời gian gần đây khi mà đi làm á và hết học rồi thì học không có tham gia những cái hoạt động ngoại khóa, cho nên là bị mập rất là nhiều luôn á. Thời điểm mà đỉnh điểm mà khi mà chồng em mập là 120kg, mà lúc đó em có 40kg. Gấp 3 lần. Hai bạn là đang đi hẹn hò đi, đi vô quán ăn. Thì cái khẩu phần của Kim như thế nào, khẩu phần của chồng sắp cưới của Kim như thế nào? Ngang nhau, em ăn cũng nhiều lắm. Vậy hả? Hai đứa quen nhau, cái quan trọng nhất của hai đứa là ăn uống. Đây là một sự bất công. Tôi là tại người dễ mập nên tôi biết không phải là người mập là do ăn nhiều đâu, mà là do tạng dễ mập. Đúng. Chứ rõ ràng là tạng mà không dễ mập thì ăn bằng số lượng như vậy, nhưng mà không mập là không mập. Chưa dễ là chị đồng cảm với chồng em rồi. Dạ. Mai chị sẽ quay trở lại và gặp Hùng, rồi hai chị em sẽ lên kế hoạch để cho Hùng giảm cân 5kg theo ý của em. Cho chị hỏi ở đây phải là nhà của Hùng không ạ? Dạ đúng rồi chị. Cho chị gặp Hùng được không em? Dạ em là Hùng nè. Chị đã nhận được một cái thư của Kim. Kim nói là sắp tới đám cưới thì Kim rất là vui, rất là hạnh phúc. Nhưng mà có một chuyện là hơi băn khoăn. Đó là dạo gần đây em bị tăng cân quá nên bạn hơi lo lắng. Nên ngày hôm nay
hai tụi mình sẽ giống như là tìm ra cách để giảm cân. Em có thích gì không? Giờ không thích cũng phải làm. Thì giờ kêu rồi. Vậy thì cái ký thấp nhất của em đã từng hãy nhớ là bao nhiêu? Chắc lúc em mới đẻ ra là thấp nhất đó. Mà em nghĩ là phải giảm tập trung vô cái vùng nào. Rồi, thì đầu tiên lên cân để chị coi em bao nhiêu ký, sau đó mình sẽ đo vòng bụng nha. 99.8 ký. Gina 45 ký. Trời ơi, lật lọng. Không được đâu, không lên cân đâu. 112. Kim có nói là mong muốn nhìn Hùng thật là đẹp trong bộ áo cưới. Bây giờ cho chị coi được không? Dạ, để em đi lấy. Ê, ủa hết hả? Em em đừng có phình bụng quá, em hết bụng vô. Em để bụng bình thường, để bụng bình thường đi, đừng có phình. Bình thường mà em đâu có. Ủa? Chết rồi, bây giờ áo dài cưới mà không vừa cái bụng rồi giờ sao? Ủa, em nhớ mấy lần là vừa rồi. Hay là thôi mặc gầy như đây nút thôi. Đâu có được. Được không? Kỳ lắm. Mình phải làm giảm cái bụng xuống thôi. Được lệnh giao phó của cô dâu. Bây giờ Miko sẽ lấy hết, tịch thu hết những cái đồ ăn nào mà có cái nguy cơ gây béo, tránh xa khỏi tầm với của Hùng. Em sẽ không được đụng tới những cái thứ này nữa. Giới thiệu với Hùng, nước detox bao gồm dưa leo, tự đem luôn, chanh, bạc hà, chế biến luôn, với gừng. Em thử coi cái vị nó ngon lắm. Dưa leo bình thường em coi cũng ăn nữa. Nãy giờ mới đi vòng vòng ở trong bếp mà chị thấy em thở hơi mệt nhọc á. Em thấy mấy này em mới thở. Uống đi. Tâm sự với Hùng, thật sự là chị rất sợ dưa leo, không bao giờ ăn dưa leo luôn, cũng giống em thôi. Ngon không? Đắng quá. Trời ơi, không có cái thám tử nếu mà có tâm cho tôi. Em đói bụng chưa? Em nhìn đồ ăn em có muốn ăn không? Sao vậy? Vậy thì 2 tuần mới giảm 5kg được. Em thấy vậy 1 tuần là em giảm 5kg được. Ngày mai em bớt lượng lại nữa. Rồi qua ngày thứ 3 là khỏi ăn luôn. Bởi vậy hãy để tôi làm những cái nhiệm vụ khó khăn mà các khán giả đã gửi về. Đừng có để cho Thiên Dương hay là bá giỏi may à. Chuyện có ăn kia là giảm đi. Nhai, nhai. Cố lên Hùng ơi. Cố lên em ơi. Cố lên. Ồ, mình đang quá. Thứ hai, Trinh quay trở lại nhà của Hùng. Để không biết là sau cái chế độ ăn uống mà Trinh đề ra thì Hùng có áp dụng một cách triệt để không? Cái gì? 99.9. Trời ơi. Thiệt sự luôn á. Cái này là tôi về rồi ăn luôn đêm, ăn đêm rồi phải không? Ký có, ghê. Ăn gì đâu. Có không? Nói thiệt đi. Không. Chỉ ăn rau thôi. Mà ăn nhiều rau quá. Thôi được rồi. Nhiều rau quá. Vậy là cái cách đầu tiên không có hiệu quả. Chúng ta sẽ thử qua cách thứ hai. Cách của chị thằng gì mà cũng không biết nữa. Cố lên. Còn quyết tâm không? Trời ơi. Em quyết tâm lắm rồi. Em chỉ quyết tâm với cách của người bình thường thôi. Không. Cách này chị thấy nhiều người ứng dụng lắm. Là tập chạy ở dưới trời nắng chưa đủ, mặc áo mưa để ra thật nhiều mồ hôi. Em thấy Nguyễn Công Giang này không có ai làm gì đâu. Nhảy này là xuống dữ lắm nè. Này là bao xuống luôn. Em nhảy. Bây giờ mình tập 2 tiếng. Mình coi giảm lạc nào không? Em mà nhảy liên tục 5 phút chịu không nổi luôn. Liên tục luôn á. Lên 100kg à. Cái em giúp gì kỳ vậy? Hồi nãy trước khi đi cân rõ ràng 99.9 mà. Thì không cộng thêm nước vô ạ. Không có một miếng nước nào thêm, chỉ đổ mồ hôi thôi. Chị nghĩ là lên những cái cách của chị chắc là nó không thiết thực. Là do cái cân bị sai không? Thôi bây giờ bó tay hai chị em mình đi tới gặp bác sĩ tư vấn đi. Dạ cô, đầu tiên con muốn hỏi cô là có thể giảm được 5kg trong vòng 2 tuần không cô? Không phải là không có thể. Nếu mà muốn giảm 5kg trong 2 tuần, nhưng mà nó phải có một chế độ ăn cực kỳ là nghiêm khắc và cái chế độ tập luyện kèm theo. Nếu có thể mình làm cái thời gian dài hơn một chút ha, thì
cái mức độ giảm cân nó có thể là nó khả thi hơn, nhưng mà nó sẽ an toàn cho cái người giảm cân. Nhân quả thì có thể nó làm cho mình bị rối loạn các cái trao đổi chất, làm cho cơ thể bị thiếu chất một cách đột ngột, nó cũng sẽ làm cho cơ thể rất là nguy hiểm. Nếu mà giảm cân hợp lý thì trong một tháng giảm khoảng 2-3 kg. Nhưng mà bây giờ làm sao để xuống được bền và giữ được cân nặng đó luôn chứ, nếu mà xuống thì lại nhanh chóng mọc lại chẳng hạn vậy thì thì ngoài cái chuyện phải kiên trì ăn kiêng rồi ha, thì phải kiên trì tập luyện thể dục, cái này quan trọng lắm. Tránh ăn những cái thức ăn có thể chuyển hóa thành đường được, ví dụ như là ăn chè, ăn các cái loại trái cây vị ngọt, tránh ăn những cái thức ăn mà nó béo, ví dụ như là ăn cháo lòng này, rồi ăn giò à, cháo lòng hả? Béo lòng hả? Dưới cái chiều cao và cân nặng của cháu á, thì nếu mà cháu xuống cỡ khoảng chừng, cháu còn cỡ 75 kg hoặc là 80 kg cũng còn được đi nha, nhưng mà 100 kg thì cháu vẫn còn rất là dư. Hùng à, bây giờ nghe cô Nga nói vậy xong rồi em tính như sao? Em nghĩ là thật ra nếu mà cố gắng thì cũng được, nhưng mà hiện tại thì gần cưới em còn nhiều chuyện phải lo, em sợ không có đủ sức để mình vừa giảm mà mình vừa phải lo thêm công chuyện bên ngoài nữa. Vậy là tôi thất bại quá rồi hả? Thôi không sao, Nga Trinh là lo lắng cho sức khỏe của các bạn đầu tiên. Bây giờ chị cho em là 2 tuần này em thư giãn thoải mái với đám cưới đi. Nhưng mà sau đó em phải hứa là kể từ ngày đám cưới, cứ mỗi tháng là giảm từ 2-3 kg. Có nghĩa là bây giờ không phải giảm 5 kg nữa, mà là giảm hơn 20 kg trong vòng 10 tháng. Em có viết cam kết được không? Viết là phải làm nha. Danh dự đàn ông. Hay thường quá. Thật ra mà nói cũng không phải gì áp lực đâu, thì mình có kinh nghiệm rồi, mình tập trung hết sức, mình chạy tới chạy lui thì nó cũng là một phần để giảm cân. Thường á, nếu mà chúng ta không tập trung ở cái việc là mình phải giảm cân, phải xuống á, thì chúng ta lại xuống cân. Nếu mà bữa đó mà tôi mà giành được cái nhiệm vụ này đó ha, là tôi sẽ kêu cái bạn Hùng đó là mua cái ghe nịch cái bụng vô. Có cái đai nào mà vừa cái size của bạn không? Thì bây giờ mình phải chế 2 cái mình ấy là có chứ. Là mình nịch suốt vậy đó. Tự nhiên mình ăn mình cũng cảm thấy mệt, ăn cũng ít, không làm gì cũng ít. Mệt rồi sao đi làm đám cưới được chị? Cắt vô. Có cái cách này nó phù hợp với chị Tường. Nhưng mà bản thân em cũng đã từng nịch bụng rồi mà em cũng thấy không có tác dụng gì lắm. Dạ đó, em thấy cuối cùng là cái cách mình chọn là tới gặp cô Nga, thì cô Nga cũng đã nói rất là rõ ràng cái cách mà bền vững nhất để giảm cân mà giữ được cái sức khỏe tốt. Đó vẫn là ăn bớt lượng tinh bột, lượng đường, nhưng mà tập thể dục nhiều, và cái khoảng thời gian nó phải dài ra. Chứ mình đừng có ráng ép mình trong một cái khoảng thời gian ngắn quá thì mình mất cái sự kiên trì thì cũng như không. Đúng rồi, cho nên á, bắt bạn em ơi, mặc áo mưa đi ra trời nắng mà tập thể dục vậy nguy hiểm lắm. Tôi tạm thời thua. Thua là thua. Rồi bây giờ sau một cái chuyến vừa rồi thì cuối cùng là Lan Trinh đã thất bại quay về. Thì Lan Trinh đã cố gắng hết sức rồi. Ở bên kia cũng quá đừng có xài xẻ người ta quá. Chạy bộ. Người ta cũng phải chạy bộ. Kiến thức. Người ta cố gắng rất là nhiều. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái nhiệm vụ thứ hai. Tôi ghét cái nhiệm vụ này lắm. Gần đây tôi thấy một số nhà hàng có món lưỡi cá sấu. Wow. Tuy nhiên, khi theo dõi các chương trình về thế giới động vật, quan sát cá sấu khi há miệng, tôi lại chưa bao giờ thấy lưỡi con cá sấu. Vậy con cá sấu có lưỡi hay không? Mong chương trình giải đáp giúp tôi. Cá sấu không có lưỡi. Mắt cá sấu nó chỉ có cái mòm họng thôi, là không bao giờ có lưỡi. Còn nước mắt cá sấu á, là em biết tại sao không? Khi mà nuốt mồi á thì nó không có lưỡi để mà nuốt vô giống như mình, mà dùng 2 cầu mắt á, nó ấn thức ăn vô thì nước mắt nó mới ra, đúng rồi. Phải không? Giờ để biết chính xác hay không em là người nói giải đáp nha. Nói biết chính xác không, xin mời bé vô lên. Cô của anh chỉ. Đặt là cô giáo anh đặt, không phải anh. Có bé vô lên. Không có nhiệm vụ gì phải tôi làm không được hết. Đây là một cái nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm cũng như rất là gay go. Bởi vì tìm hiểu con cá sấu nó có lưỡi hay không thì phải đưa cái đầu vô cái hàm của nó để coi. Quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt tại huyện Cần Giờ, nơi mà có rất nhiều cá sấu. Cá sấu để làm gì? Cá sấu là để chúng ta kiểm chứng coi là nó có cái lưỡi hay không. Nên chúng ta phải bắt rừng, vượt suối, đi sâu vào bên trong để coi con cá sấu nó đang sinh sống ở đâu. Trời ơi, đã có mặt tại khu du lịch sinh thái Vàm Sát, nơi
hiện diện rất nhiều, các con cá sấu. Tôi đang cảm thấy cái nhiệm vụ này, rất lo sợ. Kia. Rất hồi hộp, bởi vì tôi đang làm cái nhiệm vụ vô cùng kinh khủng. Nhiệm vụ mở miệng con cá sấu ra, coi nó có cái lưỡi ở trong đó hay không. Chắc các bạn ở nhà khi đang xem chương trình này cũng đang hồi hộp như không tôi có. Bởi vì tôi đang làm nhiệm vụ rất là khó khăn. Hồi hộp không? Không có hồi hộp. Hồi hộp, em hồi hộp, quá hồi hộp. Bây giờ tôi và các bạn sẽ cùng nhau đi ra thuyền để tiếp cận gần hơn với con cá sấu. Nói chung các bạn cứ coi mình đang giới thiệu chương trình du lịch kỳ thú đến Cần Giờ cho người ta biết Cần Giờ có nhiều cảnh đẹp. Bây giờ mình sẽ khám phá con cá sấu nó có lưỡi không nha. Ê, ui, hết hồn. Tưởng coi gì. Không sao, không ăn hiếp đâu Hứa. Không ăn hiếp đâu mà. Bước vô là thỉ nhục tôi hết giận. Nhỏ thì nhỏ nha. Ủa mấy con này có thuần hóa gì chưa? Ê, ê, nó khè mà anh ơi. Thôi anh đừng dùng em bỏ. Trong cái thợ nó có cái sự hoảng loạn anh. Nó hoảng loạn và mình mới là người hoảng loạn trước đó nè. Ủa nó có đớp tay ông không? Đừng có kêu bác tôi vô chậu nữa nha. Mở miệng ra cái coi. Trời ơi, ngoảnh mặt làm ngơ luôn. Anh có con, nó đang mở miệng kìa. Con anh coi giùm em. Không thấy. Thấy không? Có cái lưỡi à. Nhưng nó phải vào tận nơi. Để mồi. Có lưỡi kìa. Gì? Vô tận nơi hả? Giỡn hoài. Cái con cá này nhiều khi nó là con cá con. Cái rô nó nhỏ mà lớn nhỏ rồi. Nhỏ quá. Cái này nè chị. Nhỏ mới, quá, mới là cái lực bị nó chưa có hoàn thiện. Mới đỡ là nhiều đây. Nên giờ mình không có thấy. Mình phải nhìn con cá sấu lớn. Lớn hơn mình mới thấy được coi nó có cái lưỡi không. Đi lên thuyền đi. Tôi sẽ chứng tỏ cho các bạn thấy cái sự gan dạ của tôi cỡ nào. Ghê ha. Nguy hiểm chứ bộ. Ha ha ha, chưa gì có một anh cá sấu đang lại nè nè. Đớp á, bài lên đớp, ngang lên tới đây. Hiện nay á là dưới đầm này mình nuôi á là khoảng 40 con. Nhưng mà do ngay cái thời điểm này á là thời điểm là cá nó sinh sản. Cho nên á, một số con nó sẽ là lên bờ, dạ. Nó làm tổ, nó giữ tổ. Là chỗ hai bên này á hả? Xung quanh đây, cái diện tích này cũng rất là rộng. Dạ. Và một số con á, nó sẽ trầm. Trầm ở dưới sẽ trầm dưới đáy, nó không có lên. Dạ. Nó như bây giờ mình di chuyển vậy đó, mình nghe nó nghe tiếng động á, thì có thể là một số con nó đang trầm dưới, nó sẽ nổi lên. Còn lại những con mà nó quần làm tổ á, thì nó cũng vẫn giữ tổ nó không có xuống. À, có một con rất to đang nằm trên bờ đó, đó đó bắt đầu di chuyển nghe thấy tiếng đó di chuyển. Nếu mình nó chạy có thể được, ví dụ mà mình có đi ngang mà từ trên bờ nó có phóng xuống không? Không thiệt, ý là cái thằng này nó ngang với nó nè, phóng một cái dèo nó vô đây cái là nó không phóng chạy, phải nhanh nhanh bò thì nó phải rớt xuống thôi, chứ nàng nó bắt buộc nó phải rớt xuống. Chẳng co đó. Trời ơi, ghê quá. Lần cũng cao quá. Cao chị. Bữa cái lúc mà cao nhất lần nó ngang cái thành đó luôn á. Yeah, lêu lêu. Con gà nó ăn còn giật lên. Oh my god. Có thấy không anh? Vừa thấy. Trời ơi. Đây nè, hứa cho ăn luôn, hứa con mở nè. Mở ra đi, hứa. Ừ. Quay cái gì vậy bác sĩ? Không có lưỡi. Chỗ này nè, đúng là góc này được nè. Góc này mới được thả miệng nha con. Không có lưỡi đúng không Châu? Trời ơi, làm cái tiếng gì vậy? Không có lòng. Đúng rồi, thả miệng ra, thả miệng ra. Ra tiếng vậy luôn. Nghe cái tiếng như cái tiếng trong vậy hả? Không có tiếng nó phập phập đúng không mà. Wow. Thả miệng ra ha. Ngon lành. Kính thưa các bạn, theo nghiên cứu nãy giờ của tôi không thấy lưỡi nó đâu hết. Một lần cuối nữa, nếu như tôi vẫn không thấy được cái lưỡi của nó, tôi sẽ quả quyết với các bạn là cá sấu không có lưỡi. Cảm ơn, phải biết nói cảm ơn. Người ta cho là vô? Phải cảm ơn nghe không? Cảm ơn mà đã thả mộng ra coi. Đấy, đây lưỡi nè. Lấy đi, lấy hình đi. Lưỡi đâu? Em thấy không có lưỡi. Cái đó cái giò mì gì á? Không có lưỡi. Bên đây nè, bên đây nè.
Có. Bò lên kìa. Không chơi bình thường thôi. Giỏi quá vậy. Phải cho nó ăn chứ. Không thấy cái lưỡi đâu hết vậy. Thấy cái họng không hả? Có, con này nó có lưỡi. Cái đó cái nó hạ xuống đó hả? Cái này xuống rồi đồ ăn nó mới vô. Phập nó hạ họng nửa tiếng hồ luôn kìa. Đây có lưỡi. Có. Thì không có. Như vậy, theo kết luận của tôi, vì con cá sấu nó quá hung tợn, tốc độ đớp mồi của nó quá kinh khủng, cho nên là mỗi lần khi mà nó há họng ra nó táp mồi, nó lợi trớn nó nuốt luôn cái lưỡi rồi. Ừ. Nên là không thấy lưỡi nó đâu. Táp xong là nó sẽ không còn cái lưỡi nữa. Quyết định vậy nha. Còn bây giờ nếu như các bạn không tin tôi sẽ đi gặp anh Huy, giám đốc khu du lịch sinh thái để kiểm chứng. Dạ thưa anh Huy, theo cái sự quan sát của em nãy giờ, câu quá trời quá đất luôn, không thấy được con cá sấu nó có lưỡi. Nó có thật cái nắp sự gì nè. Con cá sấu nó cũng bên có dưới lưỡi, như là đồng loại của nó là con kỳ đà, con rắn, là con thằng lằn. Nhưng mà cấu tạo của lưỡi cá sấu thì nó có phần là đặc biệt hơn. Là cái viền ngoài của lưỡi là nó dính vào luôn cái xương hàm. Và cái phần trong của lưỡi là nó phát triển tạo thành một cái vách ngăn tại cái cuống họng của nó. Cho nên là con cá sấu á, khi mà nó xuống nước, nó vẫn há miệng ra nó táp mồi được. Nhưng mà nó không nuốt được. Nó phải nổi lên trên mặt nước và nó mở cái van của cái miệng nó ra. Thì nó mới là lấy cái lưỡi đó nó đẩy thức ăn vào trong. Thì không biết là cái chiều dài của cái lưỡi nó cỡ nào anh ha? Cái chiều dài của cái lưỡi nó thì tùy theo như cái con cái kích thước của con cá sấu. Con cá sấu nhỏ con thì cái chiều dài nó khoảng chừng là 1-2 cm. Nhưng mà với con cá sấu mà to khoảng chừng 3-4 mét thì cái lưỡi của nó lúc đó là khoảng chừng là 3 tấc 4 tấc. Vì cái kết cấu của nó dính vào cái xương hàm cho nên mình mới không thấy được luôn cái lưỡi của nó khi mà nó đớp mồi đó. Đúng rồi, nó không, mình không thấy. Vậy nhưng mà cái cấu tạo lưỡi của nó cũng vẫn là đúng đầy đủ, là nó có phần sụn rồi là phần thịt phần cơ. Như là cái lưỡi bình thường mình thấy các cái loài vật khác. Như vậy có nghĩa là đúng thật là con cá sấu có lưỡi, và lưỡi đó nó sử dụng để lùa thức ăn vào trong khi mà nó đớp được mồi. Và đặc biệt là cái lưỡi nó mình nhìn thì mình thấy như là không có lưỡi. Các bạn cũng thấy là con cá sấu như kết luận là thật sự là nó có lưỡi, nhưng mà nó tiến hóa, nó giấu ở trong rễ, khi mà nó xuống sâu nước á, nó táp mồi thì nó không bị vô nước. Có nghĩa là nó úp lên như vậy phải không? Nó nằm vậy làm sao nó thành cái van để che cái cổ họng? Nó nằm ở dưới thì cái cuốn lưỡi của nó sẽ có một cái lá để che cái cuốn họng, hiểu chưa? Để nước không có vô. Tại vì cái lưỡi của nó không có rời ra khỏi. Thôi anh đừng có nói nữa, hồi nãy anh nói là nó không có lưỡi rõ ràng. Thì nếu mà nhìn mắt thường á, nếu từ đầu anh nói anh không có lưỡi, cái giờ cái anh lại nói là sai thế này thế kia, em không biết thế này thế kia sao kỳ. Nguyên tắc cái lưỡi bình thường á thì nó sẽ rời khỏi cái hàm đúng không? Đó. Còn á cái lưỡi của con cá sấu thì nó ăn vô cái hàm luôn, làm mắt thường mình sẽ không thấy. Đúng rồi. Ngoại trừ mình là nhà nghiên cứu mình sẽ biết thôi. Vỗ tay, càng vỗ tay cho cá sấu có lưỡi. Và bây giờ là một phần rất quan trọng. Sau những chuyến đi của những thám tử thì chúng ta sẽ có một màn đánh giá. Và bây giờ sẽ là tới lượt đánh giá chuyến đi của thám tử Miko Lan Trinh. 1, 2, 3. Yeah. Thấy không? Anh Tuấn còn ủng hộ em, chỉ có chị Tường thôi. Nhưng mà tổng kết thì ba đen và hai đỏ. Còn bây giờ là tới phần đánh giá của thám tử Bayo. 1, 2, 3. Đỏ đi. Đỏ đi. Miko Lan Trinh là được 3 đen 2 đỏ, còn Bayo thì được 4 đỏ và 1 đen, cho nên thám tử tuần này sẽ thuộc về thám tử Bayo. Tiếp tục chương trình, trên đây Sĩ Thành sẽ có 2 nhiệm vụ kế tiếp. Lá thư đầu tiên, chào chương trình du lịch kỳ thú, tôi tên là An, làm nghề bán lửa hơn chục năm rồi. Từ hộp quạt diêm đến hộp quạt điện đi đến bếp ga, tôi rất tự hào về công việc của mình vì giúp mọi người có lửa để nấu nướng, sinh hoạt. Nhưng bạn tôi nói cho dù không có hộp quạt hay bếp lò thì cũng có nhiều cách khác để làm ra lửa. Đặc biệt, ổng còn dám khẳng định là có thể tạo ra lửa từ nước. Tôi không biết là liệu điều đó có đúng hay không, mong chương trình giải đáp giúp tôi. Và nhiệm vụ tiếp theo đó là, gần đây trên mạng internet có lưu truyền một số clip của những chú mèo khi mà để quả dưa chuột ở gần cảm thấy sợ hãi và nhảy bắn người ra sau. Có người cho rằng mèo sợ dưa chuột, có đúng là như thế không? Mong chương trình giải đáp giúp tôi, cảm ơn rất nhiều.
cái mà tạo lửa ra từ nước á chắc đi qua NASA mới được quá. Thật ra thì cái vụ mà tạo lửa mà không cần mấy cái kia thì mình có biết. Nhưng mà cái vụ từ nước thì mình đúng là mình chưa biết. Này là tỏ ra tinh vi thôi được. Sao rồi người tỏ ra biết tinh hết? Vi còn người biết là già cái gì biết là người ta đi khám phá thì ta sẽ biết. Google á mỗi ngày còn phải cập nhật em à. Nói chung là cái nhiệm vụ lửa này quá khó khăn, không ai xung phong đó đúng không? Em mặn hỏa em không có làm. Cái lỗi mình mặn mộc không chơi là nhiệm vụ lửa. Vậy mà đòi hả người ta giao nhiệm vụ cho chưa dễ cái rụt lại trong khi hai đứa mình đi làm gì cũng bị đội nó chê đó. Xong tới giờ có nhìn rồi bây giờ sẽ anh đã có một phương án rất là xuất sắc. Tất cả thám tử ở đây không ai nhận không đi hết, sẽ có một thám tử lúc nào cũng có sẽ nhận nhiệm vụ của Sanh và sẽ anh quyết định rằng cái người đi thực hiện cái nhiệm vụ thử lửa lần này sẽ là thám tử mày. Đúng rồi, bây giờ ai sẽ làm cái nhiệm vụ mèo? Có ba con mèo có sẵn rồi cho nên mình sẽ làm nhiệm vụ này rất là nhanh lẹ. Em tuổi con mèo thứ nhất. Thứ hai, tính cách của em rất giống mèo. Em xin công bố là tất cả những cái món ăn em không sợ. Đồ ăn mà người ăn được là em ăn được. Chỉ trừ có một cái là dưa chuột là em rất sợ. Nói chung á thì là nhiệm vụ lần trước Lan Trinh đã thất bại rồi. Cho nên nhiệm vụ lần này cho em Lan Trinh đi gọi ta gỡ đi. Ông thư ký xinh đẹp quyết định Lan Trinh sẽ là người đi thực hiện nhiệm vụ thử mèo lần này. Chào pháo tay. Như vậy chúng ta đã có hai thám tử, đó là thám tử Lan Trinh và thám tử May sẽ thực hiện nhiệm vụ ở tuần kế tiếp. Thời lượng chương trình bây giờ cũng đã hết rồi. Tất cả quý vị khán giả nhớ bật HTV7 vào lúc 22:40 thứ năm hàng tuần để đón xem du lịch kỳ thú nhé. Và nếu các bạn bỏ lỡ một tập nào thì hãy lên kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là ấn nút subscribe nha. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về những điều mà các bạn chưa giải đáp được cũng như là muốn tìm hiểu thì hãy liên hệ cho chúng tôi ở hotline 0989089413 hoặc gửi inbox cho chúng tôi tại fanpage du lịch kỳ thú trên Facebook nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.